rừng trơn trên bên khi chiều nắng chưa phai. Thưa quý vị khán giả, những câu hát mở màn trong bài hát Sài Gòn đẹp lắm của nhạc sĩ Y Vân được xem là khái quát hình ảnh của Sài Gòn xưa, thành phố Hồ Chí Minh nay với đặc trưng là sông ngòi và bến thuyền. Khi nhắc đến bến thuyền tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta không thể nào không nhắc đến bến Bình Đông, nên từng được xem là nút giao thông đường thủy quan trọng và là điểm giao thương tấp nập của Sài Gòn xưa, thành phố Hồ Chí Minh nay với các tỉnh miền Tây. Mặc dù thời vàng son của bến Bình Đông đã trôi qua, nhưng những dấu ấn cũng như là kiến trúc tại đây vẫn còn được lưu giữ, nhắc nhớ về đặc trưng trên bến dưới thuyền. Và ngày hôm nay, Thu Thảo cùng với chương trình Góc nhỏ Sài Gòn xin mời quý vị cùng tìm lại những nét xưa cũ tại đây. Xin mời quý vị khám phá ngay bây giờ nhé. Bến Bình Đông nằm trên kênh tàu hủ, nay thuộc quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, với nét đẹp trên bến dưới thuyền là một phần trong ký ức đô thị của người thành phố xưa. Vào thế kỷ 19 và thế kỷ 20, kênh tàu hủ Bến Bình Đông là bến cảng quan trọng nhất, được các thương lái miền Tây neo thuyền để vận chuyển hàng hóa, nông sản, tạo nên một bến thuyền vô cùng sầm uất và tấp nập bất kể ngày đêm. Nhưng về sau, trước sự phát triển của đường bộ, kênh tàu hủ dần mất đi vai trò của trục giao thông huyết mạch. Bến Bình Đông vì thế không còn tấp nập như xưa. Sông nơi đây vẫn là điểm đến của những con thuyền buôn bán từ các tỉnh miền Tây như Long An, Bến Tre, Sóc Trăng đến thành phố Hồ Chí Minh. Nhất là mỗi độ Tết đến xuân về, bến Bình Đông lại rộn ràng sắc hoa xuân với vô vàn những xuồng ghe tấp nập chở hoa Tết. Dấu tích của một thương cảng xưa vẫn còn với những kho cảng cũ kỹ, nhà máy xay xác, nhà máy bột mì trằm mặt bên bờ kênh. Nhìn những nhà máy im lìm, những bờ tường mang đầy dấu tích của thời gian này, ít ai ngờ được rằng nơi đây từng là một trong những nơi tập trung vựa lúa lớn bậc nhất của miền Nam. Hàng trăm chiếc tàu thuyền lớn nhỏ thay phiên nhau ra vào bến chở lúa gạo, hàng hóa từ thành phố về lục tỉnh Nam Kỳ và ngược lại. Gạo và các mặt hàng khác cũng từ đây mà xuất khẩu ra nước ngoài. Dấu tích về một thời hưng thịnh của bến Bình Đông xưa còn là dãy nhà cổ của các thương nhân người Hoa, được xây dựng từ đầu thế kỷ 20. Dãy nhà này xây theo kiểu nhà phố liền kề với tổng chiều dài khoảng hơn 100m, cao 2 tầng, mái lợp ngói, với chức năng vừa để ở vừa buôn bán. Qua hơn trăm năm, hiện nay kiến trúc có nhiều biến đổi, song cấu trúc chung trong tổng thể vẫn còn hiện rõ nét trên những bờ tường rêu phong cũ kỹ. Theo dòng chảy của thời gian và sự phát triển của xã hội, kênh tàu hủ và bến Bình Đông đã khoác lên mình chiếc áo mới khang trang hơn. Những cây cầu đi bộ bắc ngang dọc kênh tàu hủ trở thành điểm đến để người dân có thể dễ dàng ngắm nhìn toàn cảnh bến Bình Đông, trên là bến, dưới là thuyền. Mỗi dịp cuối tuần, nhiều bạn trẻ và các gia đình cũng thường hay chọn nơi đây là điểm tham quan và vui chơi, chụp ảnh. Chào hai bạn. Thảo cũng thấy là hai bạn đang chụp ảnh ở đây, thì không biết là cảm xúc của hai bạn như thế nào khi mà ngày hôm nay mình đến đây để chụp ảnh cũng như là đi dạo trong buổi cuối tuần như thế này. Mình thấy ở đây là một nơi có khung cảnh rất là bình thờ, rất là đẹp. Khi mà đến đây thì em thấy là người người qua lại tấp nập, không khí rất là đông vui. Bản thân em thì có biết gì về bến Bình Đông cũng như là văn hóa trên bến dưới thuyền ngày xưa hay không? Dạ, em có nghe ba mẹ với lại ông bà em thường nói về văn hóa trên bến dưới thuyền. Thì em cũng không có hình dung được và cũng lên mạng để tìm hiểu. Và sau đó thì em thấy bến Bình Đông là một cái nơi mà gọi là nó có những cái đặc trưng rất là phù hợp, và em đến đây để em tìm hiểu thêm, tìm hiểu rõ về nơi đây. Thấy thì cũng thích lắm. Tại vì năm nào đó mấy ngày Tết cũng rất là nhiều ghe thuyền lên bán trái cây, bông hoa đồ đủ hết á, rất là vui. Phong cảnh hữu tình lắm. Thứ nhất là con đường đi bộ này là bông hoa đẹp. Giữa lòng thành phố mà mình có một cái khung cảnh trên bến dưới thuyền thì gợi nhớ lại những cái khung cảnh của miền quê miền Tây thì mình rất là thích.
Dạ cô ơi, trong ký ức của mình thì không biết là bến Bình Đông ngày xưa tấp nập và đông vui như thế nào hả cô? Coi như là từ năm 1975 là cô được 10 tuổi. Qua đây thì hồi xưa nó có cái nhà máy làm bột mì nổi tiếng nhất của miền Nam mình hồi đó đó. Thì hồi xưa hay gửi xe đạp bên đây, xong rồi đi ghe qua bến Bình Đông, đi qua Định Ông. Định Ông bây giờ cũng xây cầu luôn rồi. Hồi xưa ghe tấp vô là bán thôi chứ không cần lên bờ. Ghe thuyền chạy tấp nập suốt đêm luôn. Lúc đó mình nhỏ, bây giờ mình lớn tuổi, mình nhớ trong tiềm thức thôi. Để giữ lại nét đặc trưng của bến Bình Đông, rất nhiều hoạt động như chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền được tổ chức vào dịp Tết Nguyên Đán, hay như mới đây nhất là tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền lần đầu tiên được tổ chức. Kẻ mua, người bán ồn ào, náo nhiệt, tái hiện một bến Bình Đông tấp nập sớm hôm của khách thương hộ ngày xưa. À, chị ơi, những cái sản phẩm mà mình trưng bày tại hội chợ trên bến dưới thuyền này là những cái sản phẩm nào ạ? Riêng hội phụ nữ tụi chị là có 3 gian hàng để giới thiệu các cái sản phẩm thức ăn và món uống được thực hiện từ trái cây, vinh danh trái cây Việt của mình. Các cái hoạt động là để làm sống lại cái không khí trên bến dưới thuyền tấp nập từ xưa tới giờ. Khi mà tái hiện như vậy, mọi người đến nhiều khi với cái tâm trạng là đến thưởng thức và giống như là có những cái trải nghiệm để mà trở về cái tuổi thơ của mình với cái miền quê sông nước, với những cái gian nhà lá và thu hút mọi người. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của chị. Dọc theo bến Bình Đông còn có một loạt các ngôi chùa thể hiện không gian tín ngưỡng độc đáo của người dân tại bến Bình Đông từ xưa đến nay. Trong đó, chùa Long Hoa nổi bật với nét kiến trúc chùa cổ Trung Hoa rất đặc sắc. Đặc biệt, chùa có quan âm cát được xây dựng nổi bật trên hồ và các bức tượng dài 25m được chạm nổi 18 con rồng rất đặc sắc. Chùa là nơi tín đồ thập phương tìm đến chiêm bái, cầu tài lộc, cầu an, góp phần làm đa dạng thêm văn hóa tín ngưỡng tại bến Bình Đông. Trải qua trăm năm chuyển dời, bến Bình Đông vẫn còn giữ được hình ảnh truyền thống song song với không gian đô thị hiện đại. Một bên là những dấu tích cũ của một thương cảng sầm uất, một bên là đại lộ Võ Văn Kiệt ào ạt từng dòng xe. Không những là nơi lưu dấu lịch sử phát triển của thành phố, bến Bình Đông như một điểm đến xoa dịu những ồn ào phố thị, đưa ta về bến nước, con đò dịu dàng của quê hương xứ sở. Thưa quý vị khán giả, dù thời vàng son đã lùi vào quá khứ và lịch sử trải qua trăm năm chuyển dời, nhưng bến Bình Đông vẫn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa lâu đời, cũng như là nơi chứa đựng nhiều ký ức của người dân Sài Gòn xưa, thành phố Hồ Chí Minh nay. Đến đây thì tập phát sóng tuần này của chương trình Góc Nhỏ Sài Gòn cũng sẽ được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập phát sóng tuần sau. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những địa điểm lý thú tiếp theo. Xin chào tạm biệt.